Đấy nhá, ngày hôm nay nhá, tao sẽ dẫn chúng mày đi tìm kho báu. Kho báu à? Kho báu nữa. Kho báu. Đi trước rồi đấy. Nó nổi tiếng với cái độ tinh nghịch nhất cái huyện này. Mày đàn ông đàn ang đi sợ một đứa con gái à? Tao có sợ đâu. Cái thằng béo này nó sợ đây này. Ừ rồi, cứ để xem. Có sao không? Thế này còn không sao. Cho này cơ. Đấy, chúng mày thấy chưa? Tao mà làm mẫu cho chúng mày đấy, cứ nhiều rượu. Cho anh quả này. Có phải là quả của Trang không? Không, các anh yên tâm đi, đây là quả của người giấu mặt đấy. À, người giấu mặt, ok em nhá. Ô, quả này. Anh mở cho. Quả đấy. Tìm được cái Trang này nhá, thì biết tao mà tìm được nó liệu hồn với tao. Tao đã cảnh báo chúng mày rồi, tao thấy hơi sợ đấy. Tao mà bắt được nó nhá, tao chạy luôn đấy. Tao chạy lốt đây. Tao chạy đi nó. Có lên đi tiếp không nhỉ? Mấy con chuột bạch này đi trước rồi. Tao nghĩ tao về phải đi đằng sau, không bị dính bẫy đâu. Ừ, để xem mấy con chuột bạch đấy dính bẫy. Phải cẩn thận, Trang đến đây. Cẩn thận vào. Nani? Xe tăng. Xe tăng à? Xe tăng. Thử thách truy đuổi bằng xe tăng. Nhanh chân thì còn thoát. Chậm chân thì xe tăng sẽ chắc phá. Trang này, nghiền ngậm thế này, mình phải tìm chỗ trốn mới được. Hả? Trong này, có thể là bị Trang nó tóm được. Trời ơi, Trang ơi, tối thế. Mình sáng suốt thật đấy, trèo lên đây thì bọn nó tìm làm sao được. Như thế này á, đánh một giấc cái ra. Ê, mày đang đào cái gì đây? Tao á, tao đang đào lỗ để tí nữa mà nhớ có trúng đạn ấy thì còn có cái mà làm. À, có con mắt bình tưởng đây. Thế cho tao đào chung với. Tưởng gì, đơn giản. Vào việc, nhanh lên. Không cái Trang nào mà đến ý, thì to đấy. Hả? Giờ đi bẻ lá để mua Trang. Tao, mày làm trước, tí nữa mày làm bè lên. Được rồi đấy, lấp cho tao trước đi.
thôi không đầy mặt tao rồi. Chưa, là tí nữa. Đầy mặt tao rồi. Này, chỗ nào cái gì đấy? Tao nguy trang em mày nhá. Há mồm ra. Có cách rồi. Nani? Hả? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Mình phải trốn vào xe tăng mới được. Đi thế này bọn nó biết làm sao nữa. Mấy cái người lại trốn kỹ đấy nhở. Mấy mấy đứa làm mấy hiếp kìa. Làm mấy hiếp. Đi lên. Tự mình hại mình thôi. Đúng không? Đúng phải biết rồi đấy. Hả? Ui, không được. Hả? Nani?